Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Là mình ở đây. Nhưng mà hôm nay là buổi chiều và mình đang gói hàng mà dọn một cái combo này thì mình sẽ review cho anh em xem là đầu cho cái này là anh em nào chạy Sirius nè, anh em chạy Ad 2010 thì chúng ta có thể mua được cái combo này ha. Ok, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ có những cái gì? Đây, với combo này thì nó tầm khoảng 6 triệu. Đó. Thì như hồi trước á, clip á, anh em mình đã nói với anh em á là Niền GCB hiện đang lên giá. Thì cặp Niền này trị giá là 1.580.000. Đó, cho một cặp Niền GCB ha. Đằng trước là 1.4, đằng sau là 1.6. Đó. Cam mình sử dụng đây là cam Nova. Đó, cam Nova trước sau này 930.000. Anh em nào giỏi thì anh em nó mới tính lại cộng lại cho mình ha. Nè, Niền là 1.580.000 một cặp nè. Cam Nova là 930.000 hai bánh. Đó. Cái đầm này là đầm anh em chạy 2010 hoặc là Sirius, anh em gắn như zin 100%, không có chế cháo gì hết. Vì cơ bản đây là cái đầm zin chính hãng ha. Đằng trước cũng vậy luôn, gắn 100% như zin. Cái đầm này là 1.950.000 là có má đầm nè, đầm sau và đầm trước đầy đủ hết. Đó. Rồi. Cái đĩa này là đĩa 618, đó, 260mm anh em thấy không? Đây, 260mm. Đó. Gắn Sirius Ad 10 anh em, giờ thêm cái bát nữa là xong. Cái đĩa này là 850.000. Đó. Ok. Ở đây có ốc đĩa luôn. Thì khách này mua ốc đĩa luôn. Đó. Với đằng sau chúng ta sẽ có một cái cùi. Cùi kinh rắc. Đó, cùi này là gắn cho Ad 2010. Anh em là Sirius thì cũng mua được luôn. Đó. Cùi này là 550.000. Ốc ở đây mình đang sử dụng cho khách đó là 4 con ốc size là da 82 phần. Anh em thấy không? Đó, size da 82 phần. Rất là đẹp luôn. Kèm theo 4 con tán. À, cái combo này mà mấy con ốc với tán này mình cũng bán luôn anh em ha. Đó, mình sẽ bán lẻ combo là ốc với tán này. Đó cho anh em, đó trên web của mình. Rồi, tiếp theo có gì nữa? Cái này là anh em chạy Ad 2010 và Sirius là đều xài chung được ha. Đổ thắng ha. Đây là đổ thắng inox một cây. Càng hắn ta kêu qua nè, mẫu càng cong anh em ha. Đó, càng này thì hổng mình có biểu diễn với anh em gáp nó vô thành một bộ như thế nào rồi ha. Đó, hôm nay thì mình cầm từng cái cho anh em xem. Đó, cái này là cái chụp đằng sau đã gắn như như vậy. Cái này á, thì gắn ở trên đây. Trong bộ của nó thì nó cho thêm cái lò xo. À, anh em có thể để dành si cua, còn anh em sử dụng trực tiếp cái lò xo trên cái càng thắng là được rồi ha. Đó, cái này thì dư ra, hai cái này là chắc chắn là dư ra. Còn nếu như mà anh em nào á mà không mua cái càng này thì anh em mua làm bộ như vậy thì về anh em cũng có lò xo anh em xài. Còn anh em mua cái càng thì nó cũng có lò xo như vậy luôn mà không có cái càng inox. Còn nếu anh em mua cả bộ á thì anh em sẽ dư ra chỉ như vậy thôi. Đó, cái này thì mình dư ra mình xí cua hoặc là mình chia lại cho bạn bè mình 50-100 ngàn gì đó, chia lại cho nó cái bộ này. À, vậy ha, đó là em luôn. Thì combo này á là nãy mình nhớ đâu là 6 triệu mấy á anh em, thì tầm khoảng 6 triệu mấy, 6.130.000 là tiền bắt cam đó, là mình miễn phí cho khách nếu khách chuyển tiền trước ha. Cái bộ này là khách chuyển tiền trước nên tiền bắt cam là mình miễn phí cho khách luôn nè. Đó, bộ này rất là ok luôn, để cho anh em nào mà thích bánh cam muốn review bộ bánh cam thì mình cái clip này là mình đặt quyền riêng dành cho nguyên một bộ bánh cam luôn để cho anh em có thể xem tham khảo. Đó, đây là bánh đằng sau. À, bánh đằng sau anh em ha, mình sẽ bóc cái má đầm ra nè. Đó, quay cho anh em xem đầm mới ha. Mayer này, Mayer mới hết. Đó, 100%, không có bán đầu cũ. Cái dấu hoặc đạn đóng này á là bé chi anh em để đóng vô để bắt cầm á. Nên anh em về mà hỏi ờ sao cái đầm mới mà nó có cái dấu đó mặt đạn rồi thì không đóng mặt đạn vô sao bắt cầm. Anh em hiểu không? Đấy, anh em mua không có dấu đó anh em mua về anh em tự bắt cầm ha. Đó. Cam này cam Nova. Niền nhôm đầy đủ hết. Đó, bắt cầm cho anh em ngon lành. À, cái bắt cầm á là mình chỉ hỗ trợ cho khách chuyển tiền trước. Còn không có chuyển tiền trước là mình không có bắt cam nha anh em. Tại vì bắt cam mà anh em bơm hàng cho mình coi như là mình thua luôn anh em ha. Nên anh em nào bắt cam thì bắt buộc chuyển tiền trước. Còn anh em nào không có thể chuyển tiền được thì mình COD thì không bắt cam, vậy thôi. Đó. Bộ này tầm giá khoảng 6 triệu anh em. À. Nay lên á, còn cái giá mà 6 triệu 130.000 á mình bán cho khách của mình á là mình tính giá cũ. Giá cặp Niền này có 1 triệu 3 mấy anh em đó. Còn mà giá mới là 1.580.000 là phải, nếu mà bộ này phải ra 6.4 á anh em. Đó. Anh trước. Bánh trước nè anh em. Đó. Đây bánh đằng trước. Bánh trước đẹp không anh em. Đó. Gắn như zin thì anh em về chụp canh gì anh em cứ gắn như zin hết cho mình. Đó.
Ok luôn, quá trời đẹp luôn. Niền RCB á, niền này thì anh em xài vĩnh viễn, không có chuyện mà xét gì hết trơn á, anh em cứ vậy xài thôi. Mới hết, đó, ngon lành. Quá trời đẹp luôn. Đó, thì cái này thì không có gì hết, chỉ có mình review cho anh em xem là khi mà bắt cam xong là như thế nào, một bộ bánh cam ra làm sao, tại vì nhiều khi cũng không có review cho anh em xem về bánh cam gì hết á. Thì hôm nay mình có gáp bộ nào gửi đi thì mình quay, mình gửi cho anh em coi bộ đó ha. Đó, mấy cái này thì mấy cái này mình có bán ở trên bùm97racing.vn hết rồi, trang web mình nằm đây, thì anh em cứ lên đó anh em xem tham khảo ha. Còn những bộ bắt cam như vậy thì mình cũng sẽ up hình lên cho anh em xem tham khảo luôn. Ok rồi, ok, thì tổng kết cái bộ bánh cam dành cho Sirius và H20 lại như vậy. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe đồng hồ kênh, mình sẽ chia sẻ những video mới cho anh em xem ha. Rồi chào anh em, hẹn anh em ở clip sau, bye bye.